Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa là chương trình truyền hình trực tiếp Vu Lan Ba Miền sẽ được diễn ra tại chùa Tam Trúc của tỉnh Hà Nam. Đây là sự kiện thường niên do Trung ương Giáo hội tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa đạo hiếu ở mỗi mùa Vu Lan. Đến lúc này thì công tác chuẩn bị cho sự kiện gần như là được hoàn tất. Những ngày này, chùa Tam Trúc tại tỉnh Hà Nam lại rộn ràng hơn thường lệ. Là địa điểm tổ chức chương trình Vu Lan Ba Miền, từ rất sớm, chùa Tuấn Đức Phật tử chùa Tam Trúc đã tất bật chuẩn bị cho ngày hội lớn. Tại đây, công tác lắp đặt, thiết trí sân khấu đã được hoàn tất trong ngày 27 tháng 8. Với chủ đề về mẹ, xuyên suốt chương trình, khán giả cả nước sẽ được theo dõi nhiều tiết mục, giai điệu tôn vinh tình mẫu tử. Cùng với đó là những chia sẻ đầy sâu lắng của các khách mời về hai đấng sinh thành, về sự hiếu hạnh và những giá trị cao quý nhất của mùa Vu Lan. Chúng ta, những người trẻ thì chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng mà với những cái người già, những cái người mà lớn tuổi ở trong gia đình của mình thì họ không còn nhiều thời gian đâu. Thuận đã biết ra những cái giai điệu nó rất là đời thường, nó rất là quen thuộc với chính Thuận. Đó là mẹ ơi đừng xa con, về nấu bữa cơm ngon, thì nhà mình vẫn đầm ấm những tiếng cười vui suốt đêm. Những cái câu chuyện nó rất là thật. Và Thuận nghĩ là những cái câu chuyện này nó cũng sẽ đồng cảm rất là nhiều những khán giả. Và hy vọng là những ai còn cha còn mẹ còn được những cái giây phút như vậy sẽ thật sự biết trân trọng, bởi vì những cái điều đó nó là vô giá. Là chương trình đặc biệt của kênh truyền hình B-Channel BTV9 An Viên, chắc chắn với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, Vu Lan Ba Miền với chủ đề mẹ sẽ góp thêm một bông hoa để tạo nên một đài hoa hiếu hạnh trong tháng 7 âm lịch này.